Bà thấy ai khổ như tôi không? Chồng mất sớm, đã thế lại còn phải nuôi bà mẹ chồng già cả ốm yếu, chả làm được cái việc gì cả. Thế mà tôi vẫn mang tiếng đấy. Người ngoài không hiểu, cứ tưởng tôi sung sướng lắm. Cái gì đấy hả? Ôi, bà ơi. Trời ơi. Mẹ ơi, con nhỡ làm rơi đồ ăn ạ. Nhỡ nhỡ cái gì? Con trai tao đúng là có mắt không chồng mới rước loại mày về làm dâu đấy. Đã ăn bám rồi, còn hơi tí làm đổ vỡ. Mày phá tan cái nhà này mày hài lòng đúng không hả? Mau dọn dẹp đi nhé. Dọn bằng sạch đấy. Trời ơi, có mấy bữa cơm cũng làm không nên thân. Mày nấu cơm, mày không biết cách thêm nếm nào cho vừa miệng mẹ chồng mày à? Hả? Dạ, con nấu như mẹ dặn mà. À, con này láo thật. Mày dám cãi lại tao à? Hả? Mày về làm dâu bao nhiêu lâu ở cái nhà này mà mày không học được nấu món nào ngon à? Hả? Mà nấu toàn những cái món xào xiếc này như cắm lợn đấy. Hả? Tao không hiểu cái gì trong đầu mày. Mày học cho lắm mà, rồi đâu mày chứa những cái thứ ngu súc vật ấy. Còn bà nữa, bà đã lau sạch nhà cửa, phơi phóng quần áo chưa? Đừng có làm cái gì. Ăn chạch á? Ôi giời, chạch thì ở nhà quê mới có, ở đây không có đâu. Đúng là điếc lời điếc tĩ ra. Tôi bảo bà là đã lau sạch nhà cửa, phơi quần áo chưa? Làm á? Làm. Ừ, làm ngay. Làm rồi. Thôi. Còn mày nữa, đứng đây làm cái gì? Cái nhà này đúng là toàn lũ vô tích sự. Còn giàu thì lười chạy thây ra, hở cái là cãi láo. Còn bà già thì già, sống mãi không chết. Biến tết lên nữa. Nhìn cái gì mà nhìn? Hay là cô không muốn ăn? Cơm của bà đây. Không ăn đi, người người cái gì? Có cơm ăn là tốt lắm rồi đấy. Mẹ ơi, đây là cơm chó mà. Đúng rồi. Từ mai mày cho chó ăn xong, thừa mày mới để cho bà ăn, nhớ chưa? Có cơm chó mà ăn là may lắm rồi đấy. Mẹ ơi, bà già rồi còn sống được bao lâu nữa đâu, đối xử với bà như thế ạ? Chính vì bà già rồi, sắp chết rồi, nên ăn thứ gì cũng như nhau cả thôi. Gớm. Có cơm chó để mà ăn cũng là may mắn lắm rồi đấy. À rồi cũng phải già thôi. Mẹ đừng đối xử với bà như thế nữa. À con này láo. Mày bảo ai già? Mày chu ểm cho tao đúng không? Hả? Con không có ý đấy. Tao nói cho mày biết nhé. Cái nhà này trên dưới đều phải nghe lời tao nhá. Còn nếu không là tao tống cổ ra khỏi cửa. Tao mà biết mày lén lút lấy cơm cả thức ăn cho bà ấy ăn là tao tống cổ mày đi đấy. Mày hiểu chưa? Bà có định ăn không? Bà lau lau nhanh cái tay lên, lau mãi không xong cái bàn. Con chào mẹ ạ. Cô đi đâu về đấy? Dạ, bố con ốm nên sáng con có ghé qua nhà ạ. Cô đi cô hỏi ai? Dạ, bố con ốm con ghé qua nhà cũng phải hỏi ạ. Bảo xa xôi thôi, đây có vài km
Mà con cũng đang gấp nữa. Mày đừng có láo tét nhá. Bố mày dạy mày cãi lại tao đấy à? Cãi lại mày chồng phải không? Mẹ quá đáng vừa thôi, mẹ cũng từng là con dâu đấy ạ. Mày đúng là cái loại không có mẹ, nên mày học cái thói chả treo cãi lại mẹ chồng đúng không? Bố mày không dạy được mày thì để tao dạy nhá. À, mẹ bỏ con ra đâu? À, tao nói cho mày biết nhá, con trai tao ấy, nó lấy đâu chả được vợ, còn cái loại đàn bà như mày ấy, ra ngoài kia vứt không ai chấp nhận. Alo. Ừ, mày về đây mà xem này, con vợ mày bây giờ nó nhất rồi, nó đi không thưa, về không gửi, bụng nó chứa một bồ do găm ý, lúc nào chỉ mong cho mẹ chồng chết thôi. Trước đây tao bảo mày đừng có lấy nó, bây giờ mày lấy về làm khổ mẹ như thế này à con? Mày nói gì cơ ạ? Đấy, mày nghe thấy chưa? Mày nghe thấy thái độ nó nói với mẹ mày chưa? Mau mà về đi nhá. Để tao xem bố mày sẽ phải quỳ lạy tao như thế nào nhá. Mẹ ơi, con xin mẹ, bố con đang ốm, mẹ đừng có gọi cho bố con. Bố tay ra. Alo, ông thông gia đấy à? Gớm, ông nuôi dạy con gái ông khéo quá. Để nó chạy về bên ông dạy nó về cãi lại mẹ chồng như thế đấy à? Ông nuôi dạy nó khéo như thế thì mời ông rước nó về nuôi dùm nhá. Nhà tôi không chứa cái loại con dâu bố láo mất dạy vô giáo dục như thế. Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa, bố con đang ốm đấy. Mày cút ngay ra khỏi nhà tao, cút đi, cút ngay. Bà lau đi, con nhìn cái gì? Cái gì thế? Chờ một tí. Bà đứng đây làm gì? Tè à? Ôi trời ơi, sao bà đái dầm ra nhà tôi hả? Đánh cho bà thừa. Hà, con mụ già này. Chết đi. Chết đi. Mẹ ơi, mẹ đừng có đánh bà nữa. Đúng là vô tích sự. Chồng à. Mẹ hôm nay sức khỏe thế nào em? À, mẹ cũng đỡ nhiều rồi chồng ạ. Hôm nay ăn được 2 bát cơm mà cũng uống thuốc được nữa. Vợ vất vả nhiều quá. Anh biết trước đây mẹ đối xử không tốt với em, nhưng em vẫn yêu thương và chăm sóc mẹ như vậy. Anh rất xúc động và cảm ơn vợ. Chồng đừng nói thế chứ. Đã là vợ chồng thì bố mẹ là của chung. Chồng đã vất vả đi làm kiếm tiền cho vợ thì vợ phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ chứ. May mà có vợ hiểu, thông cảm và yêu thương gia đình chồng. Nếu như người khác thì chưa chắc đã được như vậy. Để anh nói chuyện với mẹ. Dạ. Mẹ đây. Mẹ thấy chưa? Ngày xưa mẹ cứ chê Phương cơ, nhưng cuối cùng vợ con vẫn yêu thương mẹ như mẹ ruột. Mẹ nhớ ăn uống, đừng để vợ con vất vả thêm nữa nhé. Thôi mẹ giữ sức khỏe, nghỉ ngơi đi. Con đi làm đây. Anh cứ đi đi, yên tâm, việc nhà đã có em. Nào, đến giờ ăn rồi mẹ. Há mồm. Nào mẹ. Đút cho bà ăn bà còn phun à? Cuối cùng bà cũng gặp quả báo. Bà nằm đây, bà có nhớ những cái gì mà ngày xưa bà đối xử với bà nội và tôi không? Đã ăn bám rồi còn hơi tí làm đổ vỡ. Mày học cho lắm mà, đầu mày ngu như mấy con súc vật thôi. Đây là cơm chó mà. Mày cho chó ăn xong thừa mày mới để cho bà ăn, nhớ chưa? Có cơm chó mà ăn là may lắm rồi đấy. Chính vì bà già rồi, sắp chết rồi, nên ăn thứ gì cũng như nhau cả thôi.
cũng biết đâu cơ à. Tôi có ác ấy cũng không ác bằng ngày xưa bà đối xử với mẹ chồng đâu. Chỉ trách bà gieo nhân nào thì bà gặp quả ấy thôi. Bố mày không dạy được mày thì để tao dạy nhá. À, mày bỏ con ra đâu? Cút ngay ra khỏi nhà tao. Cút ngay. Già mãi chết định. Thank you.